trước trong. Vâng, nhá. Còn bài sau thì chúng ta sẽ học không thì sau và theo sau. Xem nào. Thế thì ở nội dung bài này chúng ta sẽ có hai phần. Một là phương pháp trước trong. Thứ hai là mông. Thì về nội dung của cái phần này thì các em có cần đến lên trên này ta quan sát cho nó rõ không? Có. Thì ở khu đùi trước trong này các em mới phân ra thành khu đùi trước riêng và khu đùi trong riêng. Ở khu đùi trước thì chúng ta có 3 cơ và khu đùi trong thì có 5 cơ. Sau đó chúng ta trình bày cái mối liên quan giữa khu đùi trước và khu đùi trong tạo thành tam giác scapula và ống Hunter nhá. Đấy là về các cơ ở khu đùi trước trong. Thứ hai, sau đó thì chúng ta tìm hiểu tiếp về mạch máu và thần kinh của khu đùi trước trong. Thì đầu tiên là cơ của khu đùi trước trong, như cô vừa mới nói, đó là khu đùi trước có 3 cơ. Chúng ta kể tên và chúng ta chỉ được cơ gì? Cơ tứ đầu đùi. Thứ hai nữa là cơ thắt lưng chậu. Và thứ ba là cơ may nhá. Cơ tứ đầu đùi là một cơ rất là to, cơ lớn nhất của cơ thể, rất là khỏe và chắc nhá. Nó gồm có 4 thân nên gọi là tứ đầu đùi. Vậy 4 thân đó là cơ thẳng đùi, xem nào, cơ thẳng đùi bám từ gai chậu trước dưới này, cơ rộng trong bám từ mép trong của cánh xoắn nhá, xin lỗi là rãnh gì, đường ráp xương đùi nhá. Còn đây là cơ rộng ngoài thì bám ở mép ngoài đường ráp xương đùi, cơ rộng giữa thì bám ở gì, mặt trước của, đúng rồi, thân xương đùi. Và bốn cái cơ này nó đi xuống dưới nhá. Và nó hợp thành một cái gì? Một cái gân. Người ta gọi là gân của cơ tứ đầu đùi. Gân này nó bám vào đâu? Cụ thể cái gì của xương bánh chè? À, rất đúng nhá. Bám vào nền xương bánh chè. Sau đó thì nó tỏa ra mặt trước của xương bánh chè. Và hai bên tạo thành hai cái cánh bánh chè. Hai cái bên giống hai cái cánh nhá. Thì người ta gọi là hai cánh bánh chè. Và cuối cùng thì nó tạo thành cái dây chằng bánh chè để bám vào lồi cổ trước xương chân. Thì người ta khẳng định là cái dây chằng bánh chè này là nơi chúng ta khám phản xạ gân cơ tứ đầu đùi nhá. Tức là bệnh nhân ngồi trên ghế buông thõng hai chân xuống, đúng không nhỉ? Sau đó thì người thầy thuốc dùng cái búa phản xạ gõ ở vị trí này, đúng không? Sau đó thì người ta quan sát là cẳng chân có được đưa lên phía trước hay không. Nếu mà cẳng chân làm sao bật đưa lên phía trước thì là có phản xạ, đúng không nhỉ? Có một số các cái trường hợp người ta sẽ đánh giá là tăng phản xạ hay là giảm phản xạ hoặc mất phản xạ. Qua đó chúng ta sẽ khám xét và phát hiện ra các bệnh lý liên quan nhá. Đấy là khám phản xạ gân cơ tứ đầu đùi. Cơ tứ đầu đùi nó làm nhiệm vụ gì? Duỗi gì? Duỗi cẳng chân hoặc là gấp gì? Gấp đùi. Thế nào? Thứ hai đó là cơ may. Cơ may thì chúng ta cũng có thể xếp vào cơ khu đùi trước, cũng có thể là xếp vào cơ khu đùi trong, bởi vì là về nguyên thủy nó bám ở gai chậu trước, trước trên đến diện phía trên trong của xương chày nhá, phía trên đầu trong của xương chày. Và nó là cơ dài nhất của cơ thể, nó rất phát triển ở người may máy thủ công. May máy công nghiệp cần ấn nút cái là nó chạy thì không nói nhá, may máy thủ công. Đấy chưa nào. Và cái cơ thứ ba đó là cơ gì? Đó là cơ thắt lưng chậu. Cơ thắt lưng chậu các em nhìn rõ không nào? Đây, cơ thắt lưng chậu nhá. Cơ thắt lưng chậu, cô bỏ cơ may ra đi, các em nhìn đấy, đây là cơ thắt lưng chậu. Cơ thắt lưng chậu thực ra các em đã học ở bài các cơ thành lưng thành gáy, đúng không nhỉ? Thành lưng, các cơ ở trước thành lưng, ở cái bài thành ngực, thành lưng, gáy nhá, chúng ta đã học rồi, học phần 1 rồi nhá. Thì cái cơ thắt lưng chậu này về phương diện về nguyên lý thì nó gồm có hai phần. Một phần thì bám vào mỏ ngang
sống thắt lưng gồm có từ đốt ngực 12 cho đến 4 đốt thắt lưng trên, 1 L1 L2 L3 L4, được chưa nào? Và cái phần thứ hai đó là phần chậu thì bám vào cái hố chậu trong. Em đã được học hố chậu trong rồi, đúng không nào? Hai phần này hợp với nhau và nó đi xuống qua. À, các em cho cô mượn cái atlas, cô sẽ chỉ cho các em rõ ràng hơn một chút để cơ thắt lưng chậu này chúng ta không phải tưởng tượng nhé. Đây là cơ thắt lưng chậu đây, được chưa nào? Đấy, ở đây là vòng ngang đốt sống thắt lưng, ngực 12 và 4 đốt sống thắt lưng trên tạo thành phần thắt lưng. Ngoài ra còn có phần gì? Phần chậu bám vào hố chậu trong rồi đi qua cái cung đùi và bám vào mấu chuyển nhỏ của xương đùi. Đấy, thì đây là cơ thắt lưng chậu. Cơ này có một bao cơ rất là dày, nên là nếu mà có một cái áp xe hay túi mổ lạnh do lao chẳng hạn, lao các đốt sống thắt lưng nha, thì cái áp xe này nó có thể theo cái bao cơ nó chảy xuống tận đùi, hay tận bẹn đấy nhá. Đấy, thì chúng ta chú ý như vậy. Đấy là cái cơ thứ ba, đúng không nhỉ? Cơ này có tác dụng sao? Gấp đùi vào bụng và xoay đùi vào trong. Thành trước, thành sau, trong, thành sau, ngoài. Vậy là thành hình tháp rồi.
Bây giờ chúng ta khảo sát cái nền của tam giác, nền hướng lên trên nhá. Và ở nền này, phía sau đó là bờ trước của xương chậu, phía trước thì là dây cung đùi, được chưa nào? Có một cái giải, người ta gọi là giải chậu lửa, đi từ dây cung đùi tới bờ trước xương chậu, phân cái vùng nền này ra thành hai ô. Ô phía trong là ô mạch, bởi vì có chứa một cái mạch máu. Ô phía ngoài là ô cơ, bởi vì chứa phần lớn là cơ. Bây giờ chúng ta khảo sát ô ngoài trước. Ô ngoài có cơ gì? Cơ gì? Cơ thắt lưng chậu. Ngoài ra còn có hai dây thần kinh nữa, dây thần kinh đùi và một dây nữa là dây đùi vì ngoài nhá. Các em có thể nhìn thấy cái mặt cắt của dây thần kinh đây. Đây chính là ô gì? Ô cơ. Được chưa nào? Ô cơ. Đấy. Có cơ thắt lưng chậu nhá, có cơ thắt lưng chậu, đúng không nào? Đấy. Dây thần kinh đùi có hai chú ý. Thứ nhất là nó nằm trong cơ thắt lưng chậu, nằm phía trong so với đường giữa đấy, nằm trong cơ thắt lưng chậu, đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là nó nằm trong bao cơ, nằm trong bao cơ. Bao cơ nó sẽ có một cái màng ở ngoài này, nhớ là bao cơ. Còn dây bì đùi ngoài thì ngược lại, nó nằm ngoài của cơ thắt lưng chậu, ở đây không có, nên cô chỉ tượng trưng thôi nhá, ở phía ngoài của cơ thắt lưng chậu. Cái thứ hai nữa, nó nằm ngoài bao cơ. Hai dây này hoàn toàn khác nhau, được chưa? Chúng ta chú ý như vậy. Còn ô mạch, ô mạch thì nằm ở phía trong của ô cơ. Nó chứa các cái mạch máu lớn, gồm có động mạch đùi, một động mạch đùi, một tĩnh mạch đùi đi kèm động mạch và mạch huyết của đùi, mạch huyết của đùi đấy. Động mạch nằm ngoài, tĩnh mạch nằm sau và bạch huyết nằm trong. Ở đây có một cái hạch bạch huyết to nhất, người ta có đặt tên cho nó là hạch bạch huyết low quét nhá. Khi viêm nhiễm các cái bệnh lý, ví dụ như về hoa và da liễu, ví dụ như lậu vân vân, các cái bệnh lý giang mai, thì cái hạch này nó có thể nổi làm sao, nổi to lên và chúng ta có thể sờ thấy nó đau nhá. Đấy là về cái ô mạch. Với chân nào? Đấy. Con lưu ý một chút với các em là theo nguyên tắc phân phối mạch máu, bao giờ cũng có động mạch đi kèm một đến hai tĩnh mạch cùng tên, đúng không nào? Tuy nhiên là ở các cái tĩnh mạch nhỏ, ví dụ như là ở những động mạch nhỏ như động mạch quay, động mạch trụ, thì thường là có gì? Có hai tĩnh mạch đi kèm. Ở những tĩnh mạch lớn như là tĩnh mạch nách hoặc tĩnh mạch gì, động mạch nách hoặc là gì, động mạch đùi, thì chỉ có một tĩnh mạch đi kèm. Chúng ta khẳng định luôn như vậy, nhớ chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhá. Đó là phần nền của tam giác. Xong. Tiếp theo là chúng ta đi sang đỉnh của tam giác. Đỉnh tam giác chúng ta xác định bằng cách nào? Chúng ta lấy cơ may, giao cái cơ gì? Cơ khép nhỡ, hay là các em trai trong Atlas là cơ khép là ở đâu, đúng không nhỉ? Nhá, thì đó chính là đỉnh của tam giác, tam giác đùi. Đấy, trên nào danh pháp chuẩn mới cập nhật nhất đó là cơ khép dài nhá. Đấy, thì đây là đỉnh của tam giác đùi. Còn các thành của tam giác đùi thì đây là thành trước. Thành trước thực chất là các em phải tưởng tượng là nó đã bị bóc đi rồi. Ở đây không chỉ được, nó là da, tổ chức dưới da và cân lông. Chú ý cái cân này, nó có rất nhiều cái lỗ để cho mạch máu và thần kinh đi vào và đi ra nhá. Mạch máu thì là có tĩnh mạch thì đi vào, còn động mạch thì đi ra, đúng không nhỉ? Chủ yếu là gồm có tĩnh mạch và thần kinh ấy. Thần kinh nó sẽ đi ra nông để chi phối cảm giác của da nhá. Các em nói ngắn ngọn đó là gì, cho mạch máu đi qua, mạch máu và thần kinh đi qua. Thì người ta gọi các cái lỗ này của cái cân này và cái cân này, người ta gọi là cân sàng, là do có nhiều lỗ. Thế như cái sàng sàng sẩy, đúng không? Bạn nào đã bao giờ được sàng sẩy chưa? Hay là được nhìn rồi, đúng không? Đấy, thì chúng ta chú ý như vậy. Thành thứ hai
đó là thành à sau trong. Đây thành trước thì chúng ta bóc đi rồi. Rồi thành sau trong. Thì ở đây cao hơn và sâu hơn có cơ. Cơ gì đây? Cơ lược. Thấp hơn và nâng hơn có cơ. Thấp xuống. Hết gì? Hết dài. Thành sau ngoài cao hơn và nâng hơn. À sâu hơn có cơ gì? Ta lưng chậu. Thấp hơn và nâng hơn có cơ mai. Nên là đôi khi các em đọc một số sách người ta bảo cái tam giác Scata nó như là hai tam giác lồng vào nhau. Một tam giác ở sâu. Đây. Tam giác ở sâu đây. Là có cơ. Cơ. Đúng rồi. Tam giác ở nông là cơ. Và đấy nhá. Người ta có thể ví như vậy khi các em đọc sách của chúng ta có thể thấy một số hình ảnh của thầy mô tả cho chúng ta như thế. Chưa nào? Nhưng khi trình bày chính xác chuẩn nhất của các em đó là gì? Chúng ta phải mô tả ba thành, thành trước, thành sau trong và thành sau sau ngoài để người ta có thể dễ dàng người ta theo dõi nhé. Đấy là về cái tam giác Scata. Ở phía dưới tam giác Scata bắt đầu tính từ đỉnh thấp trở xuống dưới. Lúc này thì lại sẽ là ấm đùi nhá. Có một số bạn lúc sáng có phát biểu đó là thưa cô, ống đùi nó còn có cả cái cơ ở phía trên này, làm gì còn ống đùi nữa. Từ tam giác Scata trở lên thì nó là tam giác, còn phía dưới thì mới là ống đùi nhá. Thì ống đùi này được giới hạn, thực chất nó là một hình lăng trụ, và nó không thẳng đâu, thành nó không thẳng mà nó hơi gì, hơi xoắn lại. Chú ý hơi xoắn lại. Cô sẽ chứng minh cho các em tại sao nó lại xoắn bặm. Cô khẳng định nó là xoắn bặm. Bởi vì ở 1/3 giữa đùi thì các thành của nó là thành trước trong. Thành trước trong là cơ gì? Cơ may. Thành trước ngoài là cơ gì đấy? Cơ rộng trong. Khi bóc ra chúng ta sẽ nhìn thấy cái thành thành sau. Đó là cơ gì? Cơ kết lớn. Yeah. Còn 1/3 dưới thì thành trước nó là cơ gì? Trước là cơ gì? Rộng trong. Thành sau là cơ khép lớn. Thành trong chính là cái cân nối giữa cơ rộng trong và cơ khép lớn, gọi là cân hamster. Nhá, yeah. Thành trong. Chính vì vậy 1/3 trên thì nó khác, 1/3 dưới thì nó lại khác. Như vậy thì là có sự hơi bắt xoắn của cái hình ấm đùi nhá, hình ấm đùi. Đấy là về cái mối liên quan giữa các cơ khu vực trước trong. Tiếp theo nữa là về mạch máu. Ở đây thì các em có thể quan sát thấy, chúng ta nhìn thấy có một động mạch đùi và đi kèm với một tĩnh mạch đùi, đúng không nào? Ở động mạch đùi này về nguyên ủy của nó là phần tiếp theo của động mạch gì? Chậu ngoài sau khi đi qua cung đùi, đúng không nhỉ? Và động mạch đùi này đi xuống dưới, nó đi theo khắp đường phân giác tạo bởi góc giữa cơ may và cơ thép nhỡ hay cơ thép dài nhá. Nó đi theo đường phân giác của góc tạo bởi cái đỉnh của tam giác đùi đấy, đúng không nào? Đấy. Và đó, theo quan điểm cũ thì nó phân ra là động mạch đùi nâng, động mạch đùi sâu, đúng không nào? Thì tuy nhiên là theo quan điểm mới thì nó phân ra thành 5 đến 6 ngành B. Và ở đây các ngành B cô không chỉ được nên là cô không đề cập đến. Em về em chúng ta đọc và xem cuốn sách nhá. Chúng ta chú ý là ở đây nếu mà theo quan điểm cũ thì đây chính là động mạch đùi đùi trung, còn đây là động mạch đùi đùi nông rồi nhá, đùi nông. Nên là khi các em chỉ, chúng ta vẫn chỉ ở đây là động mạch đùi nó sai nhá, đây là động mạch đùi nông, được chưa nào? Đấy, hoặc là nhánh đùi nông của động mạch đùi trung, động mạch đùi đó. Tiếp theo nữa là về tĩnh mạch thì cũng chỉ có một tĩnh mạch đi kèm với động mạch thôi, và ở đây thì người ta gọi như là tĩnh mạch hiển trong.
nhé. Đây là tĩnh mạch hiện trong, đừng nói là tĩnh mạch gì nhé. Tiếp theo là động mạch thần kinh, thần kinh đi kèm với động mạch thì chúng ta có cái thần kinh gì, thần kinh hiện trong. Ở trên này là thần kinh đùi, nhưng dưới này là thần kinh gì, thần kinh hiện trong. Bây giờ nào, đấy là cái nhánh hiện trong. Đây các em có thể đây nhìn thấy có cái thần kinh gì, thần kinh hiện trong thì các em nhìn thấy trong Atlas nhá. Thì khi muốn chỉ thần kinh đùi thì chúng ta chỉ lên cao hơn, còn thần kinh hiện trong thì chúng ta chỉ ở sao, dưới hơn nhá. Thì chúng ta đừng nhầm lẫn giữa thần kinh đùi chỉ vào đây là sai nhá. Cơ khu vực mông thì được chia thành mấy lớp, ba lớp: lớp nông, lớp giữa và lớp sâu. Thì ở đây lớp nông có cơ mông, cơ mông to hay cơ mông lớn. Ngoài ra thì còn có cơ gì, cơ căng mặt đùi hoặc là căng cân đùi nhá. Ở lớp giữa thì chúng ta có cơ cơ mông nhỡ. Đấy, cơ mông nhỡ thì khi bóc ra thì nó bóc luôn ở mặt trong của nó đi nhá. Lớp sâu chúng ta có cơ cơ gì các em, góc ruột này các em dễ quan sát. Cơ mông bé nhá, cơ mông bé. Cơ gì, cơ hình lê. Dưới cơ hình lê có cơ cơ sinh đôi trên, chưa đến sinh đôi dưới này. Cơ bịt trong, sau đó thì mới là cơ sinh đôi dưới. Rồi cuối cùng có một cái cơ đấy, cơ vuông đùi, được chưa nào. Đấy, nông sâu. Tuy nhiên là trên thực tế lâm sàng thì các thầy sẽ phân định cho chúng ta hai cái khối, một khối là khối cơ chậm không máu chuyển, còn một khối thì là chậm xương ụ ngồi xương mu máu chuyển nhé. Cơ chậm không máu chuyển là những cơ nào, gồm có thứ nhất là cơ mông to, thứ hai là cơ mông nhỏ, thứ ba là cơ bé. Mông bé, thứ tư là cơ căng mặt đùi, căng mặt đùi. Thứ năm là cơ hình lê hay cơ thắt nhá, cơ hình lê hay cơ thắt. Đấy là các cơ chậm máu chuyển. Còn lại thì là các cơ ụ ngồi xương mu máu chuyển. Được chưa nào, hai cái khối cơ này. Tại sao cô đề cập đến tên hai khối cơ này? Bởi vì là sau này các em sang qua chấn thương chỉnh hình, các thầy sẽ mô tả cho các em là dáng của bệnh nhân, cái xương đùi nó bị gãy thì nó sẽ có di chuyển như thế nào nhá. Ví dụ như là gãy 1/3 giữa xương đùi quai, nó sẽ tạo thành xương đùi nó co kéo, nó sẽ tạo thành một cái quai, xương đùi nó chồng lên nhau, hoặc là mở góc do các cơ co kéo vào trong hay ra ngoài, ra trước hay ra sau, được chưa nào. Đấy, chúng ta có thể tìm đọc sách chấn thương chỉnh hình, sau này các em sẽ phải học về cái đó và giải thích cái đó. Thì trong các cái thuật ngữ của các thầy sẽ đề cập đến cái cơ gọi là khối cơ chậu hông máu chuyển nhá. Hôm lúc đấy thì thường tôi ra lại hỏi là vậy thì cái khối cơ chậu hông máu chuyển là cơ gì, chúng ta lại không biết được, được chưa nào. Đấy, có lưu ý với các em một chút nữa, đó là về mạch máu thần kinh ở vùng mông. Thì ở đây các em quan sát đây là cơ gì, cơ hình lê hay cơ thác. Thì nó có cái cơ này rất là đặc biệt, đó là gì, nó ở phía trên của nó có một cái danh pháp giải phẫu, người ta gọi là khe trên thác. Phía dưới này người ta gọi là khe dưới thác. Ở khe trên thác này có bó mạch thần kinh trên thác nó đi qua, khe dưới thác thì có bó mạch thần kinh dưới thác đi qua nhé. Bó mạch thần kinh, ngoài ra thì khe dưới thác còn có cái gì, dây thần kinh ngồi hay là thần kinh tọa hay là thần kinh hông to, nó đi qua đây rất là rõ, màu vàng rõ nhá. Ở khe trên thác có bó mạch thần kinh trên thác hay là bó mạch thần kinh mông trên, thì gồm có một động mạch mông trên, mấy tĩnh mạch, hai tĩnh mạch mông trên và thần kinh mông trên nhá. Còn bó mạch thần kinh dưới thác có một động mạch mông dưới, hai tĩnh mạch mông dưới và
à, thần kinh bông dưới nhá. Còn về cái thần kinh ngồi này thì thần kinh ngồi hay thần kinh tọa hay là thần kinh hông to, nó là cùng chỉ một cái dây thần kinh xuất phát từ đám rối. Đám rối thần kinh gì? À, thần kinh. Nó do ngành trước của các cái dây thần kinh sống. Đây, em gợi hình 484. Ngành trước của các cái dây thần kinh sống L4, L5, S1, S2, S3 hợp với nhau tạo thành. Nhá. Đấy, các em có thể giữ cái hình Atlas đấy. Đây là dây thần kinh hông to đấy. Còn đây là dây thần kinh đùi. Nhá. Dây thần kinh hông to là do ngành trước của các cái dây thần kinh sống L4, L5, S1, S2 và S3 nó hợp với nhau tạo thành. Thấy chưa nào? Và nó đi có đoạn đi qua vùng mông. Đây, sau khi thoát ra ở cái khe dưới tháp thì nó qua vùng mông, đi ở gì? Mặt sau của đùi và đi ở vùng tráng queo nhá. Thì tuy nhiên là ở đây là chủ yếu chúng ta tập trung vào vùng mông này, thì các em sẽ có thể liên hệ lâm sàng, đó là người ta khám cái điểm đau valet để phát hiện ra là có bị tổn thương dây thần kinh hông to hay không, hay là có bị chèn, tức nghĩa là ví dụ như trong trường hợp thoát vị địa đệm nhé, thì làm sao cái địa đệm nó ra, nó làm sao nó chèn vào cái dây thần kinh hông to. Cái triệu chứng của bệnh nhân bị thoát vị địa đệm mà chèn vào dây thần kinh hông to ấy, thì đó là gì? Bệnh nhân bị đau dọc mặt sau của gì, mông, đùi và queo, có không nhỉ? Đấy, chứ không phải đau dọc mặt trước thì không nói nhá, là dây thần kinh đùi rồi đúng không, mà có những cái vấn đề gì phía trước. Nhưng đây là đau dọc gì, mặt sau theo đường đi của dây thần kinh hông to, và người ta khám cái hệ thống nhiễm valet. Các em về tìm đọc theo cô sách nội thần kinh của thầy Trương nhá, cách dạy khám các điểm valet và xác định các điểm valet nhá. Trong đó có một cái điểm valet ở vùng mông, đó là gì? Các em xác định cái lết nằm mông và chúng ta chia ra lấy cái điểm giữa của nét làm đông, chúng ta ấn bằng, nếu mà đau là có thể có tổn thương dây thần kinh hông to, được chưa nào? Đấy, cô dặn thế nào em về, em cố gắng chúng ta về chúng ta đọc tìm hiểu sâu hơn, khiến cho bài học của chúng ta nó hay hơn nhá. Đấy, thì về nội dung của bài hôm nay là như vậy. Sau ở các bài sau thì các em sẽ có một cái bài bổ khuyết riêng về hệ thống mạch máu và thần kinh của dây thần kinh, thì các em có hỏi gì nữa không? Cần phải chưa chỉ thêm cái gì nữa liên quan đến bài học này không? À, cơ ở đây thì mình